Kính thưa quý vị, đến năm 2023, khoản nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande đã lên tới 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Có người đã tính toán nói rằng, số tiền này tương đương với việc Trung Quốc tích lũy nợ hàng năm từ thời kỳ nhà hạ cho đến tận năm 2023. Mỗi năm là 600 triệu nhân dân tệ. Evergrande đã từng bước biến thành đế chế nợ nần như thế nào? Và làm cách nào mà ông hứa ra ấn từ chủ sở hữu lại biến thành chủ nợ của Evergrande Bên cạnh đó, mô tả của người trong cuộc về một cuộc gặp gỡ với ông Hứa chân thực đến mức nào mà khiến cho nhà văn của Trung Quốc phải thốt lên rằng, tôi nghĩ chỉ cần những người có lý trí bình thường của xã hội văn minh khi nhìn thấy những hành vi này đều có thể phân biệt đây đúng là một kẻ điên đến mức không còn lời để nói. Ông Tập Cận Bình Đồng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh, đảng quản từ việc đảng, chính quyền, quân sự tới dân sự, đông tây, bắc nam trung, đảng lãnh đạo hết thảy. Hứa Gia Ấn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Evergrande, là một lão đảng viên đã có 30 năm tuổi đảng. Ông Hứa từng nói, hết thảy của tôi và Evergrande đều là đảng cấp cho. Ông ấy rất coi trọng việc đặt Evergrande dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Hứa Gia Ấn người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phương châm đảng lãnh đạo hết thảy của ông Tập Cận Bình. Người từng có vinh quang vô hạn, vào tháng 9 năm 2023, bất ngờ bị thi hành biện pháp cưỡng chế vì nghi ngờ phạm tội vi phạm pháp luật, lập tức bị giáng xuống thành tù nhân. Đây là đang diễn thể loại kịch gì vậy? Dựa trên tin tức từ các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, chương trình Trăm năm chân tướng của Đại kỳ nguyên tiếng Trung đã có bài bình về việc Evergrande đã trở thành kẻ lừa đảo siêu cấp dưới sự lãnh đạo mật thiết của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào. Evergrande phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 23 tháng 8 năm 2002, Evergrande thành lập đảng ủy đầu tiên của một doanh nghiệp dân doanh tại Quảng Châu do Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm nhiệm bí thư đảng ủy. Đến năm 2019, đảng ủy Evergrande đã phát triển từ 6 tri bộ và hơn 100 đảng viên thời kỳ đầu lên 38 đảng ủy, bao gồm 5 đảng ủy cấp 2, 1 đảng ủy của một công ty niêm yết tái cơ cấu tài sản nhà nước, 27 tổng chi bộ đảng, 1.133 tri bộ đảng, quản lý 12.075 đảng viên, tỷ lệ bao phủ 100% tổ chức đảng tầng cơ sở. Hứa ra ấn rất thông thạo giới quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy phó bí thư chuyên trách của đảng ủy và thư ký ủy ban kiểm tra kỷ luật đều là giám đốc điều hành và phó chủ tịch tập đoàn. Bí thư đảng ủy cấp 2 đều nằm trong tay lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn sản xuất công nghiệp hoặc công ty khu vực. Ông hứa ra ấn thường xuyên tổ chức các khóa học cho đảng viên, cán bộ, nhiều lần nhấn mạnh tâm nguyện ban đầu và sứ mệnh của doanh nghiệp và cá nhân. Ông nói là doanh nghiệp dân doanh chúng ta tuân thủ luật pháp, quy định, chuyên tâm, chuyên chú và làm tốt doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn. Chi bộ được xây dựng tiếp nối nhau là truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Evergrande, Thủy Trung kiên trì xây dựng chi nhánh tại các dự án, cho rằng thông qua tác dụng tiên phong gương mẫu của đảng viên, hình thành một pháo đài chiến đấu kiên cường, mang lại sự bảo chứng kiên cường về mặt tổ chức, cho sự phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh của công ty. Đảng bộ Evergrande cũng rất coi trọng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật. Đảng ủy Evergrande có văn phòng thanh tra, văn phòng giám sát và văn phòng chống chủ nghĩa quan liêu. Họ tuyên bố rằng từ khía cạnh đầu tư dự án, thiết kế, xây dựng, đấu thầu, hậu mãi đến quyền lợi của người dân và công nhân, tất cả các phương diện họ đều thực hiện xây dựng chống tham nhũng toàn diện, thường xuyên và hệ thống hóa. Để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của doanh nghiệp, Đảng ủy Evergreen còn chế định ra 36 điều quy tắc cho cán bộ và 36 điều quy tắc cho nhân viên. Trong đó đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt. Đối với cán bộ nhân viên các cấp, cái gọi là các biện pháp thực thi kiểm tra tác phong công tác của tập đoàn Evergreen tự nhận là đã hiện thực tiêu chuẩn hóa, lưu trình tra xử, tiêu chuẩn hóa nguyên tắc xử phạt, tiêu chuẩn hóa việc thu thập bằng chứng và tiêu chuẩn hóa việc ban hành văn thư. Cứ thế, Đảng bộ Evergreen đã đạt được các danh hiệu: đơn vị tiên tiến quốc gia về công tác tư tưởng và chính trị, đơn vị tiên tiến quốc gia về công tác và xây dựng đảng doanh nghiệp, tổ chức đảng tiên tiến cho các tổ chức kinh tế phi công lập tỉnh Quảng Đông, đơn vị kiểu mẫu xây dựng đảng cho các doanh nghiệp phi nhà nước tại thành phố Quảng Châu. Với tư cách là bí thư đảng ủy của Evergreen, Ông hứa ra ấn trở thành người lao động gương mẫu toàn quốc năm 2005. Nhà thiết kế chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ưu tú năm 2006. Ông Hứa cũng từng giành được giải thưởng từ thiện Trung Hoa trong 8 năm liên tiếp kể từ năm 2011. Giải thưởng sự nghiệp vinh quang Trung Quốc năm 2012. Đồng thời đoạt giải nhất giải thưởng xóa đói giảm nghèo quốc gia năm 2016. Năm 2018 Ông Hứa được trao danh hiệu 100 doanh nhân tư nhân xuất sắc trong 40 năm cải cách mở cửa. Nhà doanh nghiệp cống hiến kiệt xuất của Trung Quốc gồm 70 công ty và 70 người trong 70 năm. Ông Hứa Gia Ấn cũng là Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc khóa 11 và 12, đồng thời là Thường ủy Chính hiệp Toàn quốc lần thứ 13. Tất cả những điều này trông rất tươi sáng, mỹ hảo, nhưng bức tranh chân thực về cái gọi là đảng lãnh đạo hết thảy ở Evergrande là gì? Thứ nhất, Evergrande đã trở thành nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới trong lịch sử. Đến năm 2023, khoản nợ của Evergrande đã lên tới 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Khái niệm này là gì? Có người đã tính toán, nói rằng số tiền này tương đương với việc Trung Quốc tích lũy nợ hàng năm từ thời kỳ nhà hạ đến năm 2023. Mỗi năm là 600 triệu nhân dân tệ. Trong hai năm 2021 và 2022, Evergrande đã ghi nhận tổng lỗ hơn 8.000 tỷ, trung bình mỗi giờ lỗ 500 triệu tệ. Những khoản nợ khổng lồ và khoản lỗ khổng lồ của Evergrande là vô tiền khoáng hậu. Thứ hai, sự kiêu ngạo xa xỉ dâm dật của bí thư đảng ủy Evergrande đã đạt đến mức kinh người. Phương tiện vận tải đường biển, đường bộ và đường hàng không của ông Hứa Gia Ấn đều vô cùng xa hoa. Ông ta sở hữu bốn máy bay riêng gồm Airbus ACG 330 và Airbus ACG 319. Trong đó Airbus ACG 330 có giá 220 triệu đô la Mỹ. Ông cũng sở hữu du thuyền sang trọng do một nhà thiết kế người Hà Lan thiết kế. Giá thị trường sấp xỉ 60 triệu đô la Mỹ. Ông này còn sở hữu hai chiếc Rolls-Royce Phantom có giá từ 8 đến 10 triệu nhân dân tệ. Hứa gia ấn sở hữu nhiều bất động sản sang trọng ở Hồng Kông. Bắc Kinh và Hoa Kỳ. Ông ta từng mua căn biệt thự đắt nhất ở Trung Hoàn, Hồng Kông với giá 930 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục là nơi đắt giá nhất thế giới. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, nữ nhà văn Đại Lục Trần Lam đăng trên Weibo rằng bà đã đọc kỹ rất nhiều tư liệu về hứa giá ấn trong vài ngày qua. Mã Vị Đô, người được mệnh danh là nhà siêu tập số 1 ở kinh thành, từng gặp hứa giá ấn mô tả của Mã Vị Đô thực sự chính xác, không có một đánh giá về phẩm chất cá nhân, nhưng hình ảnh của Hứa Gia ấn hiện lên một cách sống động. Trần Lam kể lại mô tả của Mã Vị Đô, Mã và Hứa hẹn thời gian gặp nhau, Hứa gửi tin nhắn nói, này giáo sư Mã, vui lòng đợi tôi ở sảnh một lát, tôi đang tập thể dục. Mã liền đợi ở tiền sảnh. Năm phút sau, Hứa Gia ấn mặc đồ thể thao bước ra, lúc đi tới gần ông ta nhún vai, soạt một cái, cái áo khoác tuột khỏi người. Người phía sau vừa đúng lúc đỡ lấy. Hứa ngồi xuống trước mã, giơ tay lên, một điếu xì gà được nhét vào giữa các ngón tay. Soạt, có người tới châm lửa. Sau khi rít vài hơi liền ngừng lại, người phía sau lại tiến tới, lấy điếu xì gà cầm đi. Thổi vài hơi để rơi bớt tàn cho, bên này hứa ra ấn, lại giơ tay, điếu xì gà được nhét trở lại. Trần Lam viết Tôi nghĩ chỉ cần những người có lý trí bình thường của xã hội văn minh, khi nhìn thấy những hành vi này đều có thể phân biệt, đây đúng là một kẻ điên đến mức không còn lời để nói. Thứ ba, hứa ra ấn mắc nợ khổng lồ nhưng vẫn không quên nhận phần chia cổ tức và chuyển tiền ra nước ngoài. Theo thống kê thông tin đại chúng, kể từ khi Evergrande niêm yết vào năm 2009, cho đến trước khi vấn đề của Evergrande nổ tung vào năm 2020,

Năm 2015, 2016, 2017 và 2018. Tổng cổ tức được chia là 16,056 tỷ nhân dân tệ trong 3 năm. Năm 2019 là 7,215 tỷ, năm 2020 là 1,829 tỷ. Trước vụ nổ của Evergrande, chỉ riêng tiền hứa ra ấn được chia công khai đã lên tới 44,7 tỷ nhân dân tệ. Theo báo chí trong và ngoài Trung Quốc đưa tin, đến năm 2023, Hứa Gia Ấn nhận được hơn 50 tỷ nhân dân tệ tiền cổ tức. Một nhà quan sát cấp cao trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp cho biết, cổ tức tích lũy của tập đoàn Evergrande trước đây đã vượt quá 90 tỷ nhân dân tệ và các công ty nước ngoài ở quần đảo Virgin thuộc Anh và quần đảo Cayman là do Hứa Gia Ấn và vợ của ông ta, Đinh Ngọc Mai lần lượt kiểm soát 100%. Sau khi niêm yết tại Hồng Kông, Thông qua cơ cấu chip đỏ nhỏ, Evergreen nhận được đại bộ phận cổ tức. Cơ cấu chip đỏ dùng để chỉ một công ty ở Trung Quốc thành lập công ty ở nước ngoài, sau đó bơm hoặc chuyển tài sản của công ty trong nước cho công ty nước ngoài. Trước và sau khi sinh chuyện, họ đã di chuyển cổ tức ra nước ngoài và thông qua một cuộc ly hôn mang tính kỹ thuật. Cuối cùng, bỏ tiền vào túi của vợ cũ Đinh Ngọc Mai ở nước ngoài. Thứ tư, hứa ra ấn từ cổ đông kiểm soát của Evergrande thành chủ nợ của Evergrande. Trong vài năm qua, Evergrande đã phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao ra nước ngoài. Trái phiếu ở nước ngoài được biết đến của Evergrande lên tới 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương 140 tỷ nhân dân tệ. Và chỉ gia đình hứa gia ấn và những người có mối liên hệ cụ thể với hứa gia ấn mới có thể mua chúng. Bằng cách này, một lượng vốn lớn được chuyển đổi thành ngoại tệ để trả lãi từ đó trốn tránh sự kiểm soát vốn của Trung Quốc. Đây là một phương thức hoạt động để chuyển tiền từ Trung Quốc ra nước ngoài, đồng thời cũng là một quá trình làm rỗng Evergreen. Ví dụ, vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, Hứa Gia Ấn đăng ký hai trái phiếu bằng đô la Mỹ từ Evergreen với tổng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Đó là trái phiếu năm 2022 và trái phiếu năm 2023 phát hành năm 2018 hai trái phiếu bằng đô la Mỹ này có kỳ hạn 4 và 5 năm. Lãi suất hàng năm lên tới 13% và 13,75%. Tổng số tiền là 1,235 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Hứa Gia Ấn đăng ký 1 tỷ, nhưng trái phiếu bằng đô la Mỹ này được ưu tiên trả nợ. Nếu Evergrande có chuyện gì xảy ra, Hứa Gia Ấn sẽ được ưu tiên trả nợ trước. Thông qua phương pháp này, hứa gia ấn đã thay đổi từ cổ đông kiểm soát ban đầu của Evergrande thành chủ nợ của Evergrande. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng con trai của hứa gia ấn đã nhận được quỹ tín thác của gia đình trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 330 triệu đô la Mỹ. Đây cũng được cho là một phương thức để ông ta chuyển tài sản ra nước ngoài. Thứ năm, hứa gia ấn giữ lợi ích cho mình, đồng thời để lại những khoản nợ khổng lồ cho người khác. Theo báo cáo giữa năm 2021, của Evergrande. Evergrande nợ các nhà cung cấp vật liệu xây dựng 1.000 tỷ nhân dân tệ, nợ người mua nhà 0,22 nghìn tỷ nhân dân tệ, nợ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác 0,24 nghìn tỷ nhân dân tệ. Những chủ nợ này bất lực nhìn số tiền đáng lẽ phải trả cho họ thì lại chảy vào tài khoản của hứa giá ấn ở Mỹ, nằm ngoài tầm với của họ. Tính đến tháng 8 năm 2023, có 26 công ty niêm yết liên quan đến Evergrande. Trong đó, 20 công ty thua lỗ và 6 công ty hoạt động sụt giảm mạnh. 26 công ty đã công khai khoản nợ xấu lũy kế hơn 35,3 tỷ nhân dân tệ của Evergrande. Trong số đó, 10 công ty có khoản nợ khó đòi với Evergrande lên tới hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Theo ước tính của nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc, số lượng tòa nhà chưa hoàn thiện ở Evergrande đã lên tới 1,62 triệu căn hộ, liên lụy đến 6 triệu chủ sở hữu. Những người chủ sở hữu này đã trả trước hàng trăm nghìn nhân dân tệ và sẽ phải trả tiếp hàng nghìn nhân dân tệ tiền lãi vay hàng tháng trong 30 năm tiếp theo. Nhưng họ chưa bao giờ được sống trong ngôi nhà mơ ước của mình, dù chỉ một ngày. Ngoài việc nợ các ngân hàng trong nước số tiền lớn, Evergrande còn bắt buộc các ngân hàng này thay nó trả nợ bởi các ngân hàng quốc nội này chính là người bảo lãnh cho những nghiệp vụ trong và ngoài nước của Evergrande. Cỗ máy hút máu siêu cấp dưới tầng tầng giám sát. Dưới sự giám sát của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, tỉnh ủy Quảng Đông, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, thành ủy Quảng Châu và Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, Evergrande do hứa ra ấn lãnh đạo đã trở thành công ty nuốt trừng khoản nợ khổng lồ 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, làm cỗ máy hút máu siêu cấp đứng sau gia tộc ông ta và những gia tộc quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với tư cách là bí thư Đảng ủy Evergreen, hứa gia ấn xác thực đã hiện thực hóa cái gọi là đảng lãnh đạo hết thảy ở Evergreen. Evergreen có rất nhiều đảng ủy, kiểm tra giám sát kỷ luật, tổng chi bộ, chi bộ đảng và hàng chục nghìn đảng viên và tác dụng giám sát của họ bằng không. Khi nói về nguyên nhân khiến cho Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ, ông Tập Cận Bình từng kết luận một nguyên nhân quan trọng là tổ chức đảng các cấp hầu như không có tác dụng gì. Việc Evergrande đi đến bước này chẳng phải chính là sự thể hiện hoàn hảo của cái gọi là tổ chức đảng các cấp hầu như không có tác dụng gì. Ở Trung Quốc có câu nói được lưu truyền trong dân gian, thượng cấp áp bức hạ cấp, cấp trên áp bức cấp dưới, áp bức một mạch đến tận ruộng. Hạ cấp lừa thượng cấp, cấp dưới lừa cấp trên, lừa một mạch đến tổng bí thư. Việc Evergrande đi đến bước này phải chăng là kết quả của việc cấp dưới lừa cấp trên, lừa một mạch đến Tổng Bí Thư. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.